Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần phát sóng vào tuần 2 tháng 7, chúng tôi đã đề cập đến thực trạng suy giảm diện tích cam trên địa bàn toàn tỉnh. Từ diện tích trên 6.000 ha, đến nay địa bàn Nghệ An chỉ còn khoảng 1,8 nghìn ha cam các loại. Một số diện tích cam sẽ tiếp tục phải chặt bỏ trong thời gian tới. Vậy tại sao Nghệ An dần bị mai một diện tích cam? Chính quyền địa phương, các nhà khoa học và người trồng cam có trách nhiệm gì trước thực trạng này? Giải pháp nào để khôi phục và phát triển vùng cam bền vững? Đây là nội dung mà chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay sẽ đề cập. Cam Vinh đã được chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý với 3 giống cam, gồm cam xóa đoài, cam Vân Du, cam Valencia V2, được canh tác tại 73 xã thuộc 11 huyện của tỉnh Nghệ An. Theo đánh giá của các cơ quan quản lý, có rất nhiều nguyên nhân gây suy thoái cây cam ở Nghệ An. Trong đó có 3 nguyên nhân cơ bản, gồm bất cẩn trong khâu lựa chọn giống, hạn chế về kỹ thuật canh tác và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo khảo sát, ở Nghệ An có khoảng hơn 60% cây giống cam được mua tại các cơ sở thuộc cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, khi giao hàng, không có chứng nhận cây sạch bệnh hay các hồ sơ pháp lý. Gần 20% mua giống trôi nổi trên thị trường và gần 20% giống được người dân lấy mắt ghép hoặc chiết cành. Về kỹ thuật canh tác, người trồng cam hầu như tự học hỏi và theo kinh nghiệm, chưa nắm bắt có tính hệ thống kiến thức chuyên sâu để quản lý dinh dưỡng, dịch bệnh. Nhiều hộ lạm dụng thuốc hóa học mà chưa quan tâm đến sử dụng các chế phẩm sinh học. Về dịch bệnh, trong thời gian qua xuất hiện 46 loài sâu nhện hại và 36 loài thiên địch. Bên cạnh đó có 11 loài bệnh hại, trong đó bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá greening và bệnh thối nâu hại quả là 3 loại bệnh gây hại phổ biến nhất. Có cái trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như người dân khi mà những năm 2017-2018 giá trị của cây cam rất cao và cái hiệu quả mang lại rất lớn, thì cái diện tích không phù hợp cho cây cam thì được bà con tất cả phát triển rầm rộ, đồng thời cái nguồn giống không đảm bảo dẫn tới tức là lây lan cái nguồn bệnh ở trên các cái khu vực sản xuất cam, dẫn tới góp phần cái suy thoái ở cam. Dưới tác động của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, hàng loạt diện tích cam trên địa bàn toàn tỉnh bị suy thoái và phải phá bỏ. Cần sự đánh giá thẳng thắn về vai trò của các chủ thể để có thể tìm ra được câu trả lời. Những năm trước đây, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp là một trong những thủ phủ cam Vinh với diện tích lên đến 1.700 ha. Đã có thời kỳ, ở vùng đất này, nhà nhà trồng cam, người người trồng cam. Nhiều vùng trồng nằm ngoài quy hoạch. Đi qua thời kỳ đỉnh cao, giờ đây tại vùng đất này, hầu hết diện tích trồng cam đã bị phá bỏ để trồng các loại cây khác. Cả vùng chỉ còn lại vài vườn cam đã bị thoái hóa. Cái bệnh thì nó cũng chẳng biết nó trong không khí hay là các cái nhà vật tư phấn tro với lấy đất ấy, họ vật tư với thuốc xấu đấy, họ sản xuất giả hay thật thì người nông dân chúng tôi thì cũng chỉ có là biết mua về và lại biết phun, biết làm thế thôi. Chứ thực chất mà đi vào kiểm định thì cũng không kiểm định sâu sát được. Một phần thì cũng có trách nhiệm của chính quyền trong việc là vận động tuyên truyền bà con trong việc là trồng các cây khác để khỏi phá vỡ cái quy hoạch. Đấy, nhưng tuy nhiên thì do là cái lợi nhuận cây cam quá cao. Đấy, một năm thì một hecta thì có thể là cả gần 1 tỷ, 500-700 triệu một hecta thu nhập ấy. Cho nên là nhân dân là phá vỡ cái quy hoạch, cho nên dẫn đến là ảnh hưởng đến cái chất lượng và cái sản phẩm của cái cam. Không chỉ ở Minh Hợp mà nhiều vùng cam khác như xã Yên Khê, huyện Con Cuông, xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn cũng đã có thời kỳ phát triển nóng. Giá trị kinh tế từ cây cam mang lại đã làm cho phong trào trồng cam chủ yếu mang tính tự phát. Từ đây, hàng loạt vấn đề phát sinh mà chính quyền địa phương, các nhà chuyên môn và người trồng cam cũng không thể giải quyết. Suy thoái thì là cũng không xác định được nguyên nhân. Tự nhiên cây cam nó tụt hẳn, đây là nó vàng, đây là nó ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên là cái nó ngoài khả năng. Thì cũng mong muốn là các cơ quan chức năng của các cấp, đặc biệt là các nhà khoa học thì có cái kiểm tra đánh giá cái thực trạng để có làm như thế nào là có cái biện pháp là khắc phục. Theo thống kê, trong tổng số 1.800 hecta cam còn lại, có đến 943 hecta bị suy thoái. Trong đó suy thoái nhẹ là 86,9 hecta, suy thoái trung bình 495,2 hecta, suy thoái nặng là 361,6 hecta. Trước thực trạng suy thoái và diện tích cam giảm mạnh như hiện nay,
các cơ quan chuyên môn và địa phương đã đưa ra các giải pháp để phục hồi và phát triển cây cam. Nhiều vườn cam đã áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, tuân thủ quy trình kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây cam. Vườn cam 6 năm tuổi, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Toàn bộ 600 gốc cam xã Đoài, Lòng Vàng đều được kiểm nghiệm sạch bệnh tại Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Quá trình trồng và chăm sóc cam, chủ vườn chú trọng phương pháp kỹ thuật hướng hữu cơ, hạn chế các loại phân bón có hại cho đất. Vườn cam được phủ lưới chắn để tránh các loại côn trùng, sâu bệnh phá hoại. Vì vậy, trong nhiều năm qua, vườn cam luôn đạt năng suất và chất lượng cao. Trồng cái cam thì phải trồng nội, trồng nội để cho thoát nước, bộ rễ cho nó thông thoáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cắt tỉa cành ngay từ đầu, ưu tiên dùng cái phân bón hữu cơ, càng nhiều càng tốt, thuốc bảo vệ thực vật. Thì ưu tiên dùng các cái dòng sinh học để mà quản lý cái dịch hại, không làm triệt để cỏ, là vì cái cỏ nó là cái sinh vật cộng sinh với bộ rễ để phân tán cái tuyển trùng ở trong rễ. Sau những thành công từ những trang trại cam trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, trang trại cam Thiên Sơn tiếp tục tìm những vùng đất mới để phát triển cây cam Vinh đặc sản. Đây là vườn cam 3 năm tuổi tại cánh Đồng Phượng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Cùng việc tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về giống, phân bón, quy trình chăm sóc, chủ vườn đã chú trọng đầu tư hệ thống thoát nước, canh tác thuần tự nhiên, sử dụng vi sinh và thiên địch. Đến nay, vườn cam đã có quá trình phát triển tốt, bắt đầu cho những quả bói đầu tiên. Từ những cái phân bón thuộc trừ sâu, người làm việc thì đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo một cái quy trình, và đặc biệt là cái phân bón thuộc trừ sâu. Ở đây mình phải dùng đến cái hữu cơ, gọi là organic, thì cái đó là cái vấn đề mà mình phải làm để cho nó đạt được những cái sản phẩm tốt nhất. Có thể thấy để có được những vườn cam đạt chuẩn đem lại năng suất giá trị kinh tế cao, người trồng cam đã phải trải qua một quá trình với nhiều bài học kinh nghiệm. Tuy nhiên, số vườn thành công chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Và trên thực tế, có rất nhiều vườn cam dù đã trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp với các quy trình khá đồng bộ nhưng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí là phải chặt bỏ ngay những năm đầu tiên. 4 năm trước, cánh đồng mía này được Công ty Cổ phần Nông Công nghiệp mùng 3 tháng 2 đầu tư hàng tỷ đồng để trồng cam. Trước khi trồng, các chuyên gia thổ nhưỡng đã phân tích mẫu đất và kết luận phù hợp để phát triển cây cam. Toàn bộ nguồn giống được kiểm nghiệm sạch bệnh. Quá trình trồng, chăm sóc được thực hiện theo quy trình của các cơ quan chuyên môn khuyến cáo. Vậy nhưng, sau 3 năm trồng và chăm sóc, toàn bộ 10 hectare cam đã bị bệnh. Tất cả phải chặt bỏ để trồng mía cải tạo đất. Cuối năm thứ hai thì nó bắt đầu vàng đọt. Và khi công ty và cùng cả các nhà khoa học về đào lên thì thổi rễ, thì cũng đã phục hồi được một năm sau, nó lại tái diễn lại. Và sau đồng loạt với cả cái vùng khoảng 1.500 hectare cam ở trên vùng nó cũng trên đa thủy thoại toàn phân. Còn đây là vườn cam trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại vùng cam Bãi Phủ, huyện Anh Sơn. Chủ vườn là hộ trồng cam có kinh nghiệm và tuân thủ đúng quy trình chăm sóc cam theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, dù mới thời kỳ kinh doanh nhưng hàng loạt gốc cam đã bị nhiễm bệnh. Năng suất và chất lượng quả giảm hẳn trong sự bất lực của chủ vườn. Chúng tôi là gần như là bỏ tay. Trước đây trồng cam rất là dễ dàng, nhưng bây giờ thì chúng tôi cũng không hiểu được là do cái biến đổi khí hậu hay là do cái gì. Đây cũng là trăn trở của nhiều địa phương trước tình trạng suy thoái cây cam. Nhiều năm liền không có diện tích trồng mới, một số địa phương rất lúng túng khi xây dựng kế hoạch phát triển vùng cam. Thì rất mong các cái chuyên gia phải vào cuộc và nghiên cứu kỹ, rồi đề xuất để đưa ra những cái giải pháp sát thực nhất để cho giúp đỡ cho huyện. Huyện cũng đã rất quan tâm đến cái vấn đề này, thì cũng có mời các chuyên gia và liên hệ với chi cục bảo vệ thực vật, là sở nông nghiệp phát triển nông thôn, là tổng hợp các cái diện tích bị suy thoái để đề nghị là sở các cái cơ quan chuyên môn cấp trên thì có cái hướng dẫn cụ thể để huyện hướng dẫn cho bà con. Đề án phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An đưa ra mục tiêu đến năm 2030 cần đạt diện tích trồng cam là 8.645 ha. Tuy nhiên, tính đến tháng 8 năm 2023, diện tích cam toàn tỉnh chỉ đạt 1.800 ha
và có khả năng còn giảm trong từ 1 đến 3 năm tiếp theo. Vậy Nghệ An cần làm gì để khôi phục và phát triển cây cam theo nhiều mục tiêu đã đề ra? Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với tiến sĩ Cao Văn Chí, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Rau quả, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi xung quanh vấn đề này. Trước hết, xin được cảm ơn tiến sĩ Cao Văn Chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Thưa tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển cây cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay ạ? Việc cái giảm cái diện tích diễn ra quá nhanh dẫn đến cái sản lượng và năng suất giảm mạnh, dẫn đến cái diện tích tái canh cho cây cam hiện nay thì nếu bây giờ chúng ta đang đưa ra thì có thể là rơi vào tình trạng là không khả thi. Muốn tái canh được cây cam hiện nay thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược và hướng đi cụ thể để khôi phục lại những cái vùng cam. Và khi tái canh cây cam thì chúng ta cần phải quan tâm đến mấy cái vấn đề chính, đó là sức khỏe của đất, sức khỏe của cây và sức khỏe của con người. Trước cái thực trạng đó thì cần đặt ra yêu cầu gì để có thể khôi phục và phát triển cây cam truyền thống ạ? Cái giải pháp thứ nhất là về giống, phải bảo tồn những cái nguồn, những cái giống mà gốc hoặc là những cái giống truyền thống của các tỉnh, đặc biệt ở trong chúng ta là có cái giống cam xã đoài. Và ngoài giống cam xã đoài thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái dòng cam chín sớm, dòng cam chín trung và dòng cam chín muộn để làm sao chúng ta rải cái vùng cam ra. Và đặc biệt ở cái khâu giống này thì bắt buộc chúng ta phải hướng tới cái nguồn giống cây ăn quả có múi sạch bệnh. Sạch bệnh có nghĩa chúng ta phải sử dụng đến hệ thống nhà lưới ba cấp để làm sao chúng ta có được cái cây giống hoàn toàn sạch bệnh đưa ra tái canh. Phải áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật do các nhà chuyên môn và các nhà quản lý và các nhà kỹ thuật đưa ra. Ví dụ như cái khâu kỹ thuật trồng và chăm sóc, trong đó có một cái biện pháp đó là hiện nay thì chúng ta phải trồng nổi cái cây cam lên. Có nghĩa là trồng để làm sao sau này cái bộ rễ, tơ bộ rễ chính của cây cam ấy nó ăn nổi ngay trên mặt đất để chúng ta quản lý được cái bộ rễ, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ và hạn chế sử dụng phân vô cơ, kiểm soát tốt cái nguyên nhân con rầy trồng cánh gây hại ở ngoài đồng ruộng, nó lây lan cái bệnh của bằng lá người đến ninh. Rất nhiều người trồng cam có băn khoăn và muốn biết rằng là phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể là tái trồng lại cây cam trên vùng đất cũ ạ. Để mà tái canh lại cây cam thì cũng tùy từng vùng đất trồng cam khác nhau và cái mức độ suy thoái của cây cam khác nhau để chúng ta đưa ra cái thời gian tái canh khác nhau. Thậm chí ở những cái vùng mà nó bị tái canh khác nhau, có những vùng chúng ta có thể sau 2 đến 3 năm chúng ta có thể tái canh được cây cam, có những vùng đất thậm chí 7 đến 10 năm chúng ta mới tái canh được cây cam. Tôi nói ví dụ như những cái vùng đất mà suy thoái nhẹ đó là đất trồng cam chu kỳ 2 mà bị thuế nhọn chu kỳ 2, chu kỳ 3 thì chúng ta chỉ cần để trồng những cây ngắn ngày hoặc cây đậu tương, cây đậu đỗ hoặc là những cây mà mang tính chất là chúng ta sau này sử dụng phân xanh ấy, thì chỉ cần 2 đến 3 vụ, thậm chí là sau 2 năm đến 3 năm thì chúng ta hoàn toàn có thể tái canh lại được cây cam. Còn đối với những cái vùng đất mà bị suy thoái nặng thì thậm chí là chúng ta phải mất 7 năm đến 10 năm. Ví dụ như là có những vùng đất hiện nay mà người ta đã làm thành công bằng cách là người ta trồng một chu kỳ keo từ 7 đến 10 năm. Sau một chu kỳ keo để tái canh cây cam và trong quá trình tái canh cây cam thì chúng ta vẫn phải làm những cái động tác để làm giảm cái sự suy thoái của đất hoặc khống chế nấm bệnh ở trong đất bằng cách là chúng ta tiếp tục trồng xem những cây ngắn ngày, phải luôn luôn nghĩ đến vấn đề cải tạo đất. Và khi mà tái canh được thì ngoài những cái biện pháp chính ra thì bây giờ chúng ta phải quan tâm đến mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của đất, quan tâm đến sức khỏe của cây và quan tâm đến sức khỏe của con người và chính là những người mà tham gia vào cái chuỗi trồng cam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực trạng suy thoái và vấn đề phục hồi phát triển vùng cam bền vững gắn với trách nhiệm của nhiều chủ thể, cần có chiến lược và hướng đi cụ thể. Trong đó, việc áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ là rất cần thiết. Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.